Đây, em mai là mai đi ra ngoài đến mâm gì đâu còn giải bát hương ạ. Thế từ từ anh chị ơi. Đúng rồi, lấy cái giấy móng vào đây hoặc là cái mâm vào đây được. Bà thơi đâu? Quay đến đây mệt. Chào bên đây lấy cái này đi. Cái này là chưa đi được, đôi này chưa đi được. Không, đang nói là cái bát ở trên này. Đứng lên đây được không anh Chanh? Được. Cố mà, kêu cố mà. Cho vào đây à? Đấy, đây là đồng chí Hùng ở Phú Lương Thái Nguyên đang mà xóm mà gà này, cô đồng Hà Nội, cô đồng Hà Nội lên bốc bát hương cho cô đồng Hà Nội lên bốc bát hương cho gia chủ đây, thờ mà xóm mà gà. Lấy cái gì nhỉ, cái gì tháo cái này đâu. Ok, rồi sao tí nữa. À cái đấy sao ông cơ khí ông Hùng ông tháo xong. Bây giờ cứ dọn cái này ra ngoài đi, bỏ đi. Tí nữa cậu tháo luôn. Một hai nữa rảnh được. Này nhà ông cũng đầy việc. Bỏ đi quan toàn nè, tà quỷ quái. Đây này là gì mà. Nào ông Hùng lấy lốt hai bát hương đi. Đây có ao có hồ gì không? Thế có mỗi ao hồ thì chở ra suối. Suối sao? Suối cách đây bên kia trước cửa đền bên kia. Thế có ao ở hồ à? Hồ có, mang vào hồ bao rẻ. Sao? Thằng cây số. Thế cũng được, thả ao cũng được. Hồ, tùy. Này chị ơi. Đấy, mà thơi thấy có khổ không đấy. Thờ ma xó ma gà. Đây cái bát hương này bỏ đi thôi, cho vào đây thôi. Bây giờ lấy cái chổi để quét sạch hay để đi. Có lại chổi kia. Đẹp cái bàn này nó sẽ sạch thì có ghế cả nhà anh, có ghế. Có ghế như thế cũng cao đâu để anh đi cẩn thận. Hôm nay thầy Giang Bắc Linh lên Phú Lương Thái Nguyên để giải ma xó ma gà, giải âm binh ma xó ma gà tại Đồng Đạt, Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đây xem nào, từ từ nữa. Thờ gia tiên tiền tổ mang dòng họ Lê. Để xem có, các chị đổ vào trong này xem có bài vị gì không. Đây 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 có gì bên này? Có bài vị. Dưới đáy luôn này. Chị bỏ xem nào. Ông Hùng cứ bỏ hết sạch đi. Thôi. Thờ bản mệnh thôi, thôi chết đâu mà thờ bản mệnh. Đúng cái gì nữa? Đây này, đây bác này, đây chị bác có xem có thờ cái gì? Thờ gia tiên tiền tổ, thờ gia tiên tiền tổ mang dòng họ Lê đấy. Các cô đồng mà cứ đi làm này thì chết dở. Các thờ các dòng gia đình thờ ma gà ma ta ma xó. Chả có cái gì đâu. Đấy, bát hương chả có gì. Đâu cái bà kia. Nghe này. Gia trung chưa chết mà đã thờ bản mệnh này thì chết dở, gia chủ thì lụi bại. Nào có đổ hết bát hương á. Bát đấy chẳng bỏ đi được, là có bát mới rồi. Thờ trong bà chết đâu mà lù lù sống chết đâu mà thờ đấy. Hay vấn đề cái này anh chị. Hay vấn đề cái này lên. Thờ thần linh thổ địa. Rồi thay cái này có để. Ôi giời thay luôn cái mới. Ôi làm gì phải kê gỗ nữa. Đặt luôn xuống bàn có cái gì đâu mà kê cậu Hùng. Thế thờ gì đây? Bát hương đít, bát hương ghi là gì đấy? Đấy, ông vợ chồng ta sống lù lù chết đâu mà thờ. Phải ông Chanh. Chanh. Tại sao càng ngớ ngẩn. Đi xem một bà nữa lại bảo là
là bỏ đi ông Tranh ông điên. Đúng. Thế lại lọ lại đi xem một bà nữa, bà bảo không làm thằng kia đến tháng mấy này là xe quẹt. Thế là sợ quá đặt cọc ở đấy làm 6 triệu về quạt cho một trận. Đâu thế giả tiền chưa? Thôi không ấy, đặt ở đấy thôi, xong bảo thôi 500 đấy tiến vào điện người ta chẳng lấy lại nữa. Xong bà điện xong bà gọi bà phạt. Bà phạt cái gì? Bây giờ bà trở lại đây ông điên cùng không? Ông đốt hết. Gì đây? À, thờ quan dinh ngũ hổ. Đấy, thế là đờ, ra chung là thờ ma xó ma gà loạn xạ đây. Thờ bản mệnh thôi, sao bản vợ chồng ta sống lù lù chết đâu mà thờ. Thánh đấy. Thờ giới Phật thánh mẫu. Cái khăn đúng nhỉ? Thế nhỉ? Thân sạch em, vừa đưa thì cứ móng này. Không lấy cái chai nước chai nước sơ vừa nhỉ? Chai nước sơ vừa nhỉ? Đấy, thờ ma xó ma gà người ta chết đâu mà thờ bản mệnh lù lù đấy, người ta chết đâu mà thờ bản mệnh, thần kinh điên khủng khủng đấy là phải. Đấy. Hôm nay thầy Giang lên làm ở trên Phú Lương Thái Nguyên, gia đình chồng họ hộ nghèo, cô đồng Hà Nội lên bốc bát hương là thờ ma xó ma gà. Vợ chồng người ta sống lù lù thờ bản mệnh, thờ má xó má gà. Gia đình càng ngày càng lặng, khủng hùng lên hiền. Đấy nó gì vứt ra con kênh hay là ra suối ra sông. Đấy nó nhập cắn ngầu lúc rồi tuyết. Vừa để hóa được tất cả này xong. Nó về đâu? Ông Hùng ra gọi nó về rồi đấy, giải đi rồi nó về đấy. Hôm nay nó chưa về nó sợ.